Antonio Calot. Rất tốt. Căng ngang. Quá dễ dàng cho Rodrigo Silva. Thực sự là một pha hợp của một cặp bài trùng. Antonio Carlos và Rodrigo Silva đã rất hiểu nhau trong pha di chuyển dẫn tới bàn thắng thứ ba cho Đồng Tâm Long An. Đây là tình huống mà hậu vệ mà áo số 2 Lê Quang Thi của cô cú 4 đã mắc sai lầm. Anh đã quá non kinh nghiệm trong việc cắt bóng đối với pha di chuyển và cầm bóng của Antonio Carlos. Một tình huống tăng tốc rất chủ định của Antonio Carlos và kinh nghiệm của Quang Thi chưa đủ để anh cắt được đường bóng của Carlos. Một pha ghi bàn rất dễ cho Rodrigo Silva khi anh đối mặt với thủ môn Đồng Ngọc Tân.